khoảng 0 giờ sáng nay, trên quốc lộ 1A đoạn thuộc thôn Vĩnh An, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa hai ô tô khách và một xe đầu kéo. Hậu quả làm một người chết và 8 người bị thương. Xe đầu kéo biển kiểm soát thành phố Hồ Chí Minh chở container do tài xế Huỳnh Văn Phong, 49 tuổi, ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu điều khiển, bất ngờ va chạm vào ô tô biển kiểm soát Khánh Hòa do Trần Quốc Thanh, 38 tuổi, ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa điều khiển. Vụ tai nạn làm ô tô biển số tỉnh Khánh Hòa tiếp tục đâm vào ô tô khách biển kiểm soát tỉnh Nghệ An do ông Bạch Thảo, 49 tuổi, ở tỉnh Nghệ An điều khiển cùng chiều phía trước. Không tập trung thì nó sẽ rất dừng khỏi dừng đột ngột, phản xạ không kịp, giật nhẹ ra, giật không hết là thắng cái này, giật lại luôn. Bỏng dân xong, cái xe bồn ở sau nó hút tới quá mạnh luôn, bất ngờ luôn. Hậu quả của vụ tai nạn làm một người chết và 8 người bị thương. Đầu giờ chiều nay, có 6 người đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đặng Thùy Trâm. 2 người bị thương nặng, chuyển đi Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Hiện các nạn nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch. Những người bị tai nạn là trong họ hàng gia đình từ Khánh Hòa về Quảng Ngãi dự đám giỗ. Mẹ, chị, hai bà cô, một dưỡng, hai chú là đi về quê để ăn đám giỗ. Sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng cảnh sát giao thông trạm Đức Phổ và công an thị xã Đức Phổ đã phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường và khẩn trương điều tra nguyên nhân.